Rồi, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel YouTube của mình. Trong clip này hôm nay tiếp tục gửi đến cho anh em một cái tựa game anime mới em nhá, mới ra mắt vào 11 giờ trưa ngày hôm nay theo cái giờ của Việt Nam. Tựa game có tên đó chính là Twilight Art. Tựa game bên Trung Quốc em nhá. Ra là chính thức rồi. Cái tựa game này đợt trước nó ra rất là nhiều, hai đợt. Nó ra hai đợt test cho chúng ta. Và ngày hôm nay là bản chính thức đây, không có reset nhân vật gì cả nên anh em yên tâm ở cái quốc nhá. Link tải cái tựa game mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cho hai cái hệ hành, đó chính là Android và iOS. iOS thì chúng ta phải có iTunes của Trung Quốc nhá thì mới có thể tải cái con game này. Đây là một cái tựa game nhập vai kết hợp với phong cách anime rất là hấp dẫn và thú vị. QH Entertainment là cái hãng mà phát triển cũng như là phát hành cái tựa game này tại thị trường Trung Quốc. Tuy là phát hành tại thị trường Trung Quốc nhưng mà cái ngôn ngữ của chúng ta thì nó lại nai giữa cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Ở trên là tiếng Trung, ở dưới là tiếng Anh, cho những người nước ngoài muốn trải nghiệm cái tựa game này nó dễ hơn. Anh em sẽ hóa thân thành những nhân vật nữ với cái phong cách anime 3D với rất là nhiều những kỹ năng khác nhau. Đồ họa trong cái tựa game này, nếu mà anh em chơi Honkai Impact 3 thì anh em sẽ liên tưởng đến cái tựa game Honkai Impact 3 khi mà anh em chơi cái tựa game này. Khá là giống và cái cách đánh nó cũng rất là rối mắt. Tựa game thì sẽ đi sâu vào các cái trận chiến PvE và PvP trong cái thời gian thực. Người chơi phải tung cái combo liên tục để khiến cho kẻ thù hoàn toàn bị choáng váng và không thể nào cái quần què được. Khi mà anh em hoàn thành các nhiệm vụ và mở khóa những cái cốt truyện ở trong cái trò chơi, anh em sẽ có nhiều những cái bản đồ mới, những cái quà để mà giúp anh em nâng cấp hoặc là đi triệu hồi hero. Ngoài ra thì cái tựa game này nó còn kèm theo cái kiểu đi ải em nhá. Game đi ải nhập vai hành động, đi ải anime. Anh em sẽ triệu hồi những cái con hero với cái phẩm cao nhất. Và phẩm cao nhất của hero trong tựa game này hiện tại đang là SSR. Mình vừa quay được một con hero SSR xong, khá là xịn sò. Sau khi mà triệu hồi được những cái con hero xịn sò thì anh em sẽ sử dụng các vật phẩm để mà nâng cấp level, để mà nâng phẩm cho tướng, nâng cấp kỹ năng và cho vợ trận hình. Một trận hình chúng ta sẽ có 3 hero lên trận. Anh em có thể là chuyển đổi 3 cái hero đó với nhau. Và cái hero đó thì có xung khắc với boss em nhá. Khi mà đến cái đoạn boss anh em nhá, thì ở cái icon nhân vật chúng ta sẽ xuất hiện cái mũi tên đi lên là đi xuống. Đi xuống là đam sẽ nhỏ hơn, đánh cái con boss sẽ nhỏ hơn và mũi tên đi lên là đam sẽ cao hơn. Anh em sẽ sử dụng những cái con của cái mũi tên đi lên để mà sớm kết thúc trận đấu. Sau khi mà anh em đi ải thành công với full cái số sao thì anh em sẽ nhận được quà. Ở đây thì sẽ có 3 cái rương, mỗi rương thì sẽ chứa tiền và vật phẩm giúp nâng cấp tướng. Đó, cái con game kiểu nhập vai đi ải như này rất là nhiều trên thị trường. Nhưng mà cái con game này nó có cái điểm khác bọt là anime kèm với đồ họa rất là bắt mắt, cũng như là tạo hình nhân vật thì nó khá là xịn sò. Vì thế là cái con game mà đánh nó hơi rối mắt em nhá. Tựa game thì sở hữu cái đồ họa 3D rất là bắt mắt với kỹ năng và tạo hình nhân vật rất là hoành tráng. Tuy thế là cái tựa game này nó sở hữu một cái dung lượng cũng tầm vừa, không quá cao. Dung lượng hiện tại chuẩn chỉnh cái tựa game này hơn 1GB một tí em nhá. Hơn 1GB. Tầm vừa thôi. Đồ họa khá là xịn sò như này thì 1GB là thấy là bình thường em ạ. Kèm theo đó là cái con game này nó sẽ hỗ trợ chúng ta chạy trên cái nền tảng FPS 60. Lên cái độ mượt mà cũng như là cái phần sâu hiệu ứng kỹ năng nó sẽ xịn sò rất là nhiều. Chỉ tiếc là cái con game này hiện tại nó mới hỗ trợ chúng ta duy nhất ngôn ngữ tiếng Trung thôi. Tại vì nó mới ra mắt ở bên Trung mà. Còn nếu mà ra mắt bản global thì cũng phải một thời gian dài nữa. Và có thêm ngôn ngữ tiếng Việt thì chắc chắn là cũng sẽ rất là lâu đây. Cái kiểu game nhập vai hành động đi kèm với đánh ải như này cũng rất là dễ chơi em nhá. Nó chẳng có cái quần què gì cả, anh em chỉ tập trung là đi ải là chính này. Sau đó thì sẽ sử dụng những cái vật phẩm để mà nâng cấp cái hero của chúng ta. Hero ở đây thì cũng chỉ có nâng cấp level, nâng cấp kỹ năng, sau đó thì nâng phẩm thôi. Và ngoài ra thì con game này nó là hay ở cái chỗ nữa, đó chính là có cánh anh em ạ. Nhân vật chúng ta sẽ có cánh. Nhân vật thì toàn nữ và thêm cái cánh ở đằng sau nữa, và cánh của nó thì rất là đẹp. Cánh nó sẽ chia làm phẩm tím và cam. Để mà sở hữu được những cái cánh cam nó rất là khó khăn. Mà nếu mà anh em sở hữu được những cái cánh cam đó thì rất là đẹp. Kiểu cánh của nó giống kiểu giả lập em ạ, cánh giả lập rất là phê. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái tính năng khác nữa mà cần level cao để chúng ta có thể là trải nghiệm hết. Hiện tại thì mới chơi game thôi, mới có cái level khá là thấp nên những cái tính năng của nó còn ẩn rất là nhiều. Cái tính năng auto trong cái tựa game này thì không thể thiếu được. Ngoài ra thì nhân vật chúng ta khi mà lên trận thì sẽ có 3 kỹ năng.
một cái kỹ năng lướt và chiêu cuối Ultimate khá là hoành tráng. Hầu như là tất cả ba kỹ năng của tướng ấy đều rất là hoành tráng luôn. Kỹ năng cuối của nó thì sát thương cao kèm với cái hiệu ứng gọi là full màn hình luôn, nhìn rất là đã. Đăng nhập cái tựa game này thì may là nó cho anh em đăng nhập bằng tài khoản khách chơi ngay được, chứ không cần phải đăng ký tài khoản của tựa game này. Chơi ngay cũng rất là ngon. Ngoài ra thì nếu mà anh em muốn giữ chắc kèo cái tài khoản để mà tránh cái việc mà mất mát tài khoản ấy, thì em có thể là đăng nhập cái tựa game này bằng tài khoản của WeChat hoặc là QQ. Hỗ trợ chúng ta ba cái phần đăng nhập, khá là thuận tiện cho những ai mà đang không sở hữu tài khoản QQ của WeChat. Rồi ok, đó là toàn bộ cái thông tin chia sẻ của mình để cho anh em tựa game mới ra mắt, tựa game anime nhập vai hành động kèm đi ải. Link tải tựa game mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em trên hai hệ điều hành Android và iOS. Anh em nào muốn chơi cái con game này tải về và trải nghiệm nhá. Anh em có suy nghĩ gì về đồ họa, tạo hình nhân vật và hiệu ứng kỹ năng của cái tựa game này thì comment phía dưới. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Anh em xem video thì nhớ ấn cho mình cái nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo kèm like và share cái video này. Rồi ok, xin chào và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo.暂时安全后，善良不适合人类，但比较适合我。阿果，在你们。
阿国小姐，你大明星驾到，统统闪开！阿国姐，我长眼睛。
我没猜错，求饶的大姐。